Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết trong đợt cao điểm từ 20 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử phạt gần 5.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính trên 1.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 4,4 tỷ đồng, tạm giữ 450 phương tiện, tước 220 giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn. Thông qua chuyên đề xử lý vi phạm quá tải trọng, đã xử lý 140 trường hợp, phạt tiền gần 600 triệu đồng, đã phát hiện xử lý 340 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 2,2 tỷ đồng. Thời gian qua đã xảy ra hàng loạt vụ việc liên quan đến xe ô tô chở hàng thép cuộn khi tham gia giao thông để rơi cuộn thép xuống đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác trên đường, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Bến Lời, Gia Lâm, Hà Nội là điểm nhận hàng của hàng trăm lượt xe đầu kéo chở thép cuộn mỗi ngày về khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên. Bất chấp luật pháp, hàng đoàn xe vận tải thép hàng ngày chở quá tải trọng xe từ 30 đến 50% quá tải cầu đường. Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe chở hàng hóa từ các cảng Bến Lời, Gia Lâm, Hà Nội chạy dọc trên quốc lộ 5 về địa phận Hưng Yên đến khu công nghiệp, nhà máy để phục vụ sản xuất. Các cuộn hàng hóa kim loại nặng hàng chục tấn với các sợi dây xích, dây dù, tràng buộc luồn qua rất khó, không đảm bảo an toàn khi điều kiện xe phanh gấp. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến xe chở thép cuộn. Quy định là cho phép chở 30 tấn hoặc là đối với những xe 30 tấn cho phép chở bằng, nhưng họ có thể tải trọng hoặc thực tế có thể lên đến 50 thậm chí còn cao hơn, 50 tấn hoặc cao hơn. Thì cái việc vi phạm đấy nó sẽ dẫn đến là cái tác động đến mặt đường và cái mức độ phá hủy nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đối với các trường hợp này thì chúng ta sẽ phải đề nghị các lực lượng chức năng, lực lượng công an giao thông rồi thanh tra giao thông tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát để đảm bảo là tất cả các xe mà vi phạm các cái quy định về tải trọng, các cái quy định về xếp hàng lên trên xe ô tô đều được xử lý triệt để. Nhiều người tham gia giao thông không khỏi rùng mình khi lưu thông bên cạnh những phương tiện này, bởi không biết những cuộn tôn thép có thể rơi ra khỏi xe bất cứ lúc nào. Những cuộn thép nặng hàng chục tấn được chằng cá sơ sài trên xe tải có thể trở thành hung thần bất cứ lúc nào nếu dây chằng bị đứt. Chở thép nếu mà họ chở thì yêu cầu họ là chằng cái cục đấy là phải bằng cái dây xích to chắc vào cho an toàn. Xe này nó chở thì gọi là đường nó ba cuộn, các trường hợp mà rơi có xảy ra, dân rơi hết cảnh tôi sợ lắm. Cũng có một lần là vào cái đường cua này là cũng rơi vào móc cả đầu ô tô rồi. Ngày nào cũng có một vài chuyến là ít ấy, chở vào trong khu công nghiệp này, trong khu công nghiệp chở ra cách đây khoảng tầm 20 ngày là nó rơi mấy cuộn rơi lên liền này. Đấy rồi đây, sau là lại xe lưng lên ô tô, tắc đường gọi là hàng 2-3 tiếng đồng hồ ở đây mà, ngay ngã tư rồi này. Tại sao các xe này chở quá tải, gây mất an toàn giao thông, lưu thông trên tuyến cả ngày và đêm mà không hề hấn gì? Đa phần người dân đều thắc mắc là tại sao những đoàn xe này nếu không được bật đèn xanh cho đi, dù cung đường xe chạy không phải lực lượng chức năng không biết. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục Hàng hải Việt Nam, Đường thủy Nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, các Sở Giao thông Vận tải và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn khi vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên đường bộ. Gần nhất, sáng ngày 9 tháng 8 năm 2022, trên đường Vành Đai 3 trên cao thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, một xe đầu kéo kéo theo semi-remorque vận chuyển hai cuộn thép to nặng lưu thông theo hướng đi cầu Thăng Long. Trong lúc đang di chuyển, chiếc xe đầu kéo bất ngờ phanh gấp tránh va chạm với một xe ô tô con, hậu quả làm hai cuộn thép bị đứt xích neo giữ và rơi xuống đường gây hư hỏng mặt đường và ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Đến đây xin tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.